Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 26.900 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 trường hợp đã tử vong. Sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng, đòi hỏi sự nỗ lực hơn của các cấp ngành trong phòng chống và không để bùng phát thành dịch sốt xuất huyết. Thừa Thiên Huế cũng là một trong những địa phương có số trường hợp mắc sốt xuất huyết gia tăng, nhất là trong những tuần gần đây. Việc triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại Thừa Thiên Huế, từ đầu năm đến nay đã có hơn 530 ca bệnh xuất hiện ở 8 trên 9 địa phương ngoài trừ Nam Đông. Các địa phương có số ca bệnh tăng cao so với cùng kỳ năm trước là thành phố Huế 302 trường hợp, trong khi cùng kỳ năm 2019 chỉ có 36 trường hợp. Huyện Phú Vang số ca mắc trong 15 tuần đầu năm là 71 và thị xã Hương Thủy là 51. Cái biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết thì nó là thường quy rồi. Đây là cái bệnh lưu hành tại địa phương, năm nào chúng ta cũng làm. Chỉ có một điều là vừa rồi cái dịch COVID-19 á, chúng ta nhận thấy rằng là sự vào cuộc của chính quyền các cấp, của các ban ngành đoàn thể, của quần chúng nhân dân chúng ta phòng chống dịch và đã mang lại một thành công rất lớn, và hy vọng cái phương pháp làm việc đó sẽ được lan tỏa qua các cái công tác phòng chống dịch bệnh khác. Thời gian qua, ngành y tế tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 nên công tác điều tra, thao vẹn bò gầy và công tác xử lý bệnh còn hạn chế. Báo cáo hàng tháng của các xã phường đều cho thấy chỉ số bò gầy ở mức cho phép, nhưng khi điều tra lại, các chỉ số lại cao hơn nhiều. Một số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết khai địa chỉ không chính xác, gây khó cho việc xác định điều tra và xử lý ca bệnh. Nhiều người dân chưa tự giác xử lý bò gầy ngay trong khuôn viên nhà và khu vực lân cận. Một số gia đình dù đã có người mắc sốt xuất huyết vẫn xem nhẹ việc diệt và thao vẹt bò gầy. Năm nay thì là mục tiêu là phải hạn chế số ca mắc, giảm cái đỉnh dịch đó, và là cũng tương tự là không có cái số ca tử vong. Ngay từ đầu năm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã cung cấp đầy đủ hóa chất cho các huyện, thị xã, thành phố để đáp ứng cho công tác phòng chống dịch. Cả các bệnh đã được xử lý đúng quy định. Sự vào cuộc quyết liệt của cả cơ quan chức năng cũng như nhận thức của người dân trong phòng chống sốt xuất huyết đã góp phần tránh bùng phát dịch sốt xuất huyết, tránh tăng gánh nặng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 khi dịch chồng dịch, gây khó khăn cả hệ thống chính trị cũng như gây tình trạng quá tải cho ngành y tế.